Hello, xin chào tất cả mọi người. Trước mặt mình đây là con Maybach nha, S450 nè. Xe của ông anh đến bảo dưỡng vài món này, sẵn tiện mình làm cái video cho mọi người xem luôn nhé. Và phía sau đây là cái cụm đèn hậu phía sau nè, nhìn sâu vào bên trong á, nó có mấy cái hộp giống như là mấy cái hộp kim tuyến nha mọi người. Nhìn nó óng ánh đẹp lắm. Rồi mình mở đèn lên rồi đó mọi người, đèn dummy á, nhìn phê không nè. Rồi để mình đi một vòng cho mọi người xem nha. Đây, mâm lớp của nó đây. Và cái con xe này thì nó rất là dài nha mọi người, nó dài lắm, nó dài hơn cái con xe 7 chỗ luôn á. Đây là phần đầu trước nè, cụm đèn pha nè. Phần đầu trước của nó đây. Cái chiếc này nè, trời mưa mình chạy nghe thắng nghe nó kêu ét ở dưới á. Rồi cái kính bấm bên này nữa nè, kính này nó bị xước rồi, đi trời mưa cái bụi nó bám ở trên mấy cái hàng mí nè, cái bấm lên bấm xuống cái nó xước hết cái đường kính này, nó xước. Rồi để mình vào khoang nội thất phía trong cho mọi người xem nha. Nội thất ở trong đây nè. Đấy, nội thất của chiếc Maybach S nha. Được cái nó rộng rãi lắm. Khoang đây nó dư ra rất là nhiều luôn nè. Các nút chức năng ở trên cái tắp ly cửa nè, để nó chỉnh cái hàng ghế bên đây nè. Mọi người muốn tránh tầm nào cũng được. Và cái cửa này cũng là cửa hít luôn nha mọi người, đóng nhẹ vô là nó tự hít à. Đây, hít đây. Để mình lên khoang lái phía trước nha mọi người. Đây, khoang lái phía trước đây. Nhìn thì nó cũng đơn giản lắm, nó không, theo mình thì nó không có cái gì à. Là phía trước đây, vô lăng logo đây, đồng hồ đây, đồng hồ số, cửa gió. Rồi để mình mở cái khoang động cơ cho mọi người xem nhé. Mình thích nhất là cái khoang động cơ ấy. Rồi chúng ta đến phần khoang động cơ nhé mọi người. Phần khoang động cơ nó đây. Cái này máy V8 nhé. Công suất như máy nó là 3.0 á. Thích nhất cái phần động cơ, nhìn nó đẹp này. Cụm đèn lái thông minh nhé mọi người. Xanh xanh rồi lên trắng này đấy. Cầm thâu đèn lái thông minh đấy. Và cái dòng này á, cái đầu trước nó rất dài nha mọi người.
nên chạy không quen xe dễ bị quẹt cái cản trước lắm á. Còn phía bên đây là cái cần số của nó đây. Đây, cần số đây. Lúc này thì nếu mà muốn đổ lại mà nhấn về B là nhấn lúc này nè. Rồi, máy đã nổ rồi đó nha mọi người. Đây. Để có báo lỗi bên phía đèn xíu. Và nó cũng đang có báo lỗi nè mọi người. Đang báo lỗi bên phần đèn nha. Để mình xử lý nó coi. Rồi, ok. Rồi, muốn đổ, khi mà đổ về bê chúng ta nhắn vào lúc này nha mọi người. Rồi mình mở cửa là nó sẽ tự kéo thang tay nè. Đấy, nghe chưa? Lên thang tay. Và cái dòng Maybach S á mọi người, chạy rất là êm luôn á. Và mình đang ngồi ở khoang phía sau đây, nhìn thấy nó rất là rộng luôn á. Ngã người ra ngủ sướng luôn. Hai cái màn hình này, hai cái màn hình giải trí đi. Dòng này thì chạy rất là êm rồi. Mình cũng chạy thử rồi. Và mấy cái đường gồ ghề hay ổ gà đó, cái phục nhúng bằng khí nén của nó rất là êm luôn. Rồi, thank you mọi người đã xem video nha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều thành công nha. Bye bye mọi người.